phụ kiện điện thoại ngon bổi rẻ. Xin chào anh em nhá. Thực sự video này gọi là hận cái thằng nó làm tủ. Hãy gần lên một tí nữa cậu. Anh em nhìn đầu tiên là quả bàn, quay quả bàn đi anh, đứng xa ra. Khi cái bàn này này thì là cái thợ đóng bàn của tôi, thì nó bảo với tôi là gì, là cái bàn này có chức năng như này. Ok các bạn, tôi nó là em ơi tại sao mà làm cái bàn này cao thế. Nó bảo anh ơi bàn này bàn chống trộm anh ạ, nghĩa là khi làm cao này là trộm đéo lấy được vào đó. Thế nhưng thực chất là lúc đầu tôi vẫn nói với em ơi là em làm bàn chán vãi đái luôn, nên đéo hiểu cái thẩm mỹ của em làm kiểu nào. Tôi lại thiết kế ra quả bàn cho anh thật. Quả bàn này khi tôi làm anh em nhá, khách vào gặp nhiều khách hay xem video của tôi thì vào cửa hàng mà ôi anh Tiến ơi anh làm quả bàn này nhìn em ngoài bên ngoài tưởng cái bia mộ, thề luôn đúng cái bia mộ vãi trưởng luôn. Ok chưa? Và tiếp theo là cái sự ngu dốt của nó làm cái bàn này này. Anh em nhìn tôi cũng cao 1m8 nhá, đến khi là tôi vào đây tôi ngồi xuống. Đó. Ok, đây là tôi cao 1m8 anh em nhá. Còn nhân viên là tôi là nó chỉ cao tầm 1m6 mấy, 1m7 thôi. Ngồi xuống là em vào ngồi đây cho anh. Mày vào ngồi tử xuống, ngồi xuống. Đây, ví dụ cậu này cao gần 1m7 anh em nhìn này. Ngồi, còn không thấy mặt đâu luôn, ok chưa? Đó, rồi ok. Rồi đến khi tôi bảo là em ơi anh không hiểu sao mà làm kiểu anh cái bàn cao như thế này. Và rồi đến khi là khách đi vào ý, khách đi vào cứ tưởng là mở cửa hàng ra, khách đi vào thấy là không có người ngồi bên trong, không thấy qua ngồi bên trong, khách đi vào ôi may quá có người ở trong này, à chị tưởng là không có ai nên chị không dám giảm. Ok chưa? Đấy là vấn đề đầu tiên của các bạn. Thực sự là hận thằng làm bàn, hận. Rồi tiếp theo đi em nhìn này, cái tủ hàng điện tử của tôi này, tôi bày hàng, khách đi vào lần đầu người ta đi, tôi vẫn treo có biển phụ kiện thoại ngon vừa rẻ, địa chỉ này là 46 Nguyễn Chí Thanh anh em nhá. Khách đi qua lại bảo ô cửa hàng bán phụ kiện à, chị tưởng là bán sách, nghĩa là người ta tưởng tôi bán sách ấy, sách giáo khoa ấy, sách chuyện ấy. Và xong rồi thì là cách đây mấy ngày thì mình có nâng cấp, mình sửa chữa lại cửa hàng ở 46 Nguyễn Chí Thanh cho nó to hơn, đàng hoàng hơn, đẹp hơn. Nhưng mà đến khi là xây dựng xong thì mình cơ bản là ok. Nhưng mà có tội là cái bàn này này thực sự là rất giống bia mộ. Rất giống bia mộ nên thảo nào khách đi vào người ta kiêng, người ta bảo đi vào cửa hàng tưởng cái nghĩa địa, nên khách người ta ngại không dám vào. Thời gian này 46 nó ế quá. Thông báo với anh em là cửa hàng ở 46 Nguyễn Chí Thanh này thời gian này mình đang nâng cấp sửa lại, nên là có một số anh em khách đến khi tôi nâng cấp sửa chữa xong đẹp quá, khách còn bảo là ôi anh ơi em tưởng gửi chủ rồi cơ. Thì chúng bảo ngày xưa mình để nó rách nát quá, nhưng mà cái tông màu này đang màu trắng thì tôi không hợp phong thủy lắm, thời gian nên tôi đổi sang tông màu đen. Và thông báo anh em là 46 Nguyễn Chí Thanh vẫn là của Tiến, 21cm vẫn phụ kiện ngon của rẻ anh em nhá. Thực sự là video này là cậu nào mà nhận cái thi công quay bàn này cho mình ý, mà đặc biệt những anh em làm kiểu mộc ý, khi làm bàn và tránh làm kiểu bia mộ này, tôi thật luôn chỉ thêm một cái bát hương cắm một điếu thuốc, cắm thêm điếu thuốc lên là tao tưởng là cái bia mộ đó anh em nhìn vào. Và chỗ này này, vẽ thêm một cái mặt người nữa như kia một cái bia mộ luôn rồi. Xem mà hận cái thằng làm bàn, hận thề luôn hận. Chào anh em nhá.